cha-ra-cha. La 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 la. Hãy cứ hát ca đi, hãy cứ sống yêu thương, dù cho bao dù cho rối hà, mãi mãi quấn quýt nhau, mãi mãi hát khúc ca. Cậu vừa đủ xoài sung sari, cậu vừa đủ xoài sung sari. Tập đi trời quá. Ơi tự nhiên sáng sớm không ở nhà nghỉ cho khỏe, cực chẳng đã, người ta có công có chuyện mới phải đi ra ngoài đường, tự nhiên không ra ngoài đường đứng múa tay múa chân chi cho nó hao calo không biết nữa. Cầu không hiểu biết rồi, từ hành tinh nào xuất hiện vậy hả? Cứ là biết tập thể dục mà sao khỏe mạnh được chứ. Đúng rồi nè nha, tôi nói chị biết nha, có ngày không chết vì bệnh cũng chết vì lười à. Trời ơi, riêng chị Lộ Lộ thì cần gì tập thể thao, chỉ cần đeo đúng sổ nữ trang này nè, ngồi lên nằm xuống, nằm lên ngồi xuống trên nhà là cũng tập được cái cơ bụng với cơ lỗ tai rồi đó. Là sao? Ý là mày nói đeo đồ nặng quá đó hả? Còn lâu gì quá. Nói nghe nè, em không cần phải tập thể dục. Ủa sao vậy, em đẹp sẵn rồi phải không? Cột hai sợi dây treo ngược lên là nó dài chân ra được rồi, tập riết nó lùng xuống nữa bây giờ đó. Nó diễn viên dùng vậy trơn. Sáng sớm rồi sao chặt chém nhau quá à. Chị nói cho em sáng mắt rồi nha, tại sao phải tập thể dục? Đúng, tập thể dục để cho con người đừng có trở thành béo phì. Tại một khi mà em đã trở thành béo phì rồi, em sẽ bị dẫn rất nhiều bệnh đó. Thí dụ như là béo phì nè thì mở trong máu này nha, rồi mở cholesterol nè, rồi bệnh tim nè, rồi bệnh gan nè. Trước khi tập thể dục mình khỏe cái cơ thể, mình nên khỏe cái cơ mắt. Chị nhìn lại đi, em có miếng mỡ nào đâu tự nhiên biểu tập thể dục chứ giảm mỡ gì trời. Đúng đấy chưa? Nè về mỏng chịu nghe. Vậy chị nói em nghe. Nhiều khi em đừng tưởng em ốm vậy mà em không có mỡ nha. Biết đâu chừng hay em đi khám đi rồi em thấy cái da của em á là bọc mỡ đó chứ không phải là da bọc xương đâu. Chị nói thật đó, nhiều người ốm nhom nhách vậy á nhưng mà đi khám bệnh là cholesterol cao. Trời ơi, vậy mà nó không có mỡ. Mỡ chứ nè, giữ cái da là mỡ đó, đừng giỡn nha. Người yêu thể dục thể thao ha, được không? Chắc muốn căng được hả? Nhưng có thể thao có khác. 7-8 con chuột hiện lên này đó. Ghê không? Chết rồi. Nếu như vậy em phải về em kêu cả nhà em tập thể dục mới được. Nguyên nhà em không ai tập thể dục hết trơn á. Kiểu này á, nhà em bệnh dữ lắm luôn á. Đúng rồi. Mỡ dữ lắm luôn á. Mà nói chị nghe nghe, không phải muốn tập là tập đâu nghe. Tập thể dục mà không đúng cách á là còn bệnh hơn nữa đó. Đúng rồi. Vậy á hả? Thí dụ như tập làm sao mới gọi là đúng cách? Ra bây tay. Giờ mày coi tao tập thể dục rồi, theo đó mày làm hay chưa? Học hỏi nè, bỏ xuống. Đứng đây nè. 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nào, giơ tay lên nào và làm cho tôi nào, quay tay nào, xoay chân nào, lắc đầu nào, ưỡn ngực lên để cho ngực nở nào, xoay ông nào, lắc mông nào, giơ chân trời lên rồi lại hạ xuống. Cả nhà tập hợp. Cả nhà tập hợp. Trời ơi, mới sáng sớm người ta đang ngủ, đang mơ, giấc mơ làm tỷ phú mà kêu dậy. Nay con không đi học đâu mà. Tất cả một hàng ngang tập hợp. Ôi trời ơi, mới sáng sớm ra tập hợp làm gì không biết nữa. Vận động cơ tay, banh con mắt ra mà nhìn cho kỹ nè. Đi tập thể dục hả chị? Dĩ nhiên, mặc đồ thể dục thì phải đi tập thể dục chứ không lẽ đi tập văn thể mỹ. Cả nhà nghe đây, tất cả tụi em đều muốn khỏe đúng không? Dạ. Tất cả tụi mình đều muốn đẹp đúng không? Đúng rồi. Vậy thì muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ý chị là gì? Thì để bảo đảm sức khỏe cho cả gia đình, từ nay trở đi 5 giờ sáng cả nhà mình phải tập hợp xuống sân tập thể thao trong vòng 1 tiếng để bảo đảm sức khỏe và sắc đẹp cho cả gia đình ngũ quả. Con không thể làm được điều đó má ơi, con cảm thấy con rất là khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh luôn á. Thôi con không cần tập thể dục đâu, bây giờ con chỉ cần ngủ thôi, má cho con đi ngủ. Đúng không? Chị, em cảm thấy lúc em ngủ là em khỏe nhất luôn á, còn lúc mà em tập thể dục là em nghỉ khỏe. Đúng rồi mà chị ơi, em nói chị biết nhá, em là ngày nào em cũng tập võ luôn ấy mà.
Cứ như này này, nên là cái giờ mà 5 giờ sáng ấy là không phải là giờ mà để tập thể thao, là giờ để em ngủ, để tối em mới bắt đầu tập đấy, kiểu vậy. Dễ thôi, thể thao là thứ tự nguyện, không ai có thể bắt buộc được. Ồ vậy, tụi em có thể lên phòng nghỉ. Dạ. Nhưng phải dọn nhà cho chị trong vòng 1 tháng. Má, má ơi, má có nói giỡn không má? Tỉnh nhìn cái mặt má có chữ vẫn nào trên đó. Tỉnh tập. Đứa em nào không muốn tập thể thao nữa nói. Không, em tỉnh rồi. Con tập, con ai tập, cũng muốn tập hết đấy chị. Em tỉnh. Ít ra phải vậy chứ. Đầu tiên là khởi động cơ thể. Tụi em mới tập thì nên làm nhẹ nhàng thôi. Dạ. Khởi động này thì không cần phải khởi nữa. Khởi động toàn thân bằng cách nằm xuống hít đất 20 cái. Hả? Dọn nhà 1 tháng. Có ai muốn phản đối không? Nè, hít đất nhiệt tình vô. Hít đất cái kiểu gì vậy hả? Hả nha. Dân võ không cần hít đất chị ạ. Hít đất tiếp tục. Trời còn cầu lại dưới đất chị làm mất cha mở dưới đất thì em không muốn lên trên trời nha. Chân bà dài bà đi nhanh quá rồi không có kịp luôn à. Đi theo làm gì ở nhà lo kéo chân rồi tiện chạy theo tôi làm chi vậy? Nè sao bữa nay đi làm về trễ quá vậy? Dạo này biết sao chị thì khổ tâm ghê vậy đó. Cái sạch trái cây mở ra bán đắt quá trời quá đất vậy. Làm xong rồi phải kiểm hàng rồi phải đếm tiền vất vả muốn chết cho nên giờ này mới về tới nhà đó. Đếm tiền thôi mà than quá ha. Trời ơi đếm tiền mà than. Nè rồi còn dạ. Cái vụ tập thể dục đó tới đâu rồi? Bây giờ em phải kết hợp với công việc bán buôn của em thôi. Lấy trái cây, cất trái cây, đếm tiền. Đó chỉ vậy thôi, chứ còn mấy đứa kia là phá sản rồi. Mấy cái đó là phải là tập thể dục. Chứ bây giờ em hỏi chị, tụi nó không chịu tập nữa. Thì đó, hôm rồi cũng tập bài bản y như chị chỉ đó. Mà không phải là những động tác khởi động thường nha. Em vô động tác khởi động nặng luôn. Hít đất. Đó mới lôi được đầu ba đứa ra hít đất có mấy cái à. Con sầu riêng nó lăn đùng ngửa ra nó xỉu. Tại sao vậy? Trời, em đứng tim luôn á. Nghe nói là hình như nó bị tim thòng hay là tim đau gì đó. Cho nên là vận động mạnh không có được. Cho nên cuối cùng em quyết định là em đành phải kết hợp tập thể dục với các hoạt động thường xuyên của em. Lấy cái cây. Thôi mà đừng lấy nữa, mình còn lấy à. Sao mà thôi, hôm bữa là anh chị với chị bài bản đàng hoàng rồi mà sao kỳ cục vậy? Thì đó. Mà bây giờ thì nè, thí dụ như là bây giờ cái con sầu riêng á nó bị bệnh tim thì còn mấy đứa còn lại kia nó tập cũng được vậy. Mấy đứa kia nó sức khỏe nó cũng có vấn đề. Rồi không có đứa nào chịu tập hết trơn á trời á. Không có được.
Không có, nhưng mà bây giờ tụi nó không có đủ sức khỏe để tập thì sao đành phải chịu. Gì vậy trời? Ơi. Tụi nó con tôi bệnh mà sao mấy người cười vui vẻ làm sao vậy? Chị bị lừa rồi đó chị ơi. Không có biết gì hết trơn trời à. Hồi nãy nha, là con xoài nè, con sầu riêng là con xấu nhà chị đó. Nó thân chinh tới quán em. Trời ơi, nó mạnh ngời ngời kìa. Nó nhoi còn hơn dòi nữa, nó bệnh hồi nào đâu mà bệnh. Mà kia kia ở đâu mà đặc điều quá trời hả? Con tôi vậy em, tôi không bao giờ lừa tôi trời nha. Trời ơi, bà già rồi mà bị tụi trẻ nó lừa rồi mà còn không biết hả? Nè, em kể chị nghe một bí mật. Bí mật động trời của tụi nhỏ nhà chị nè. Bí mật gì? Đi về không tính tiền. Đi về. Đi ra đây. Đi về ngay và luôn. Cưng. Trời đất ơi, trời ơi, mày khùng khùng. Khùng hả tụi nhỏ kia? Trời đất ơi, cái tính tiền không cho tính rồi nó ai trả cho tôi đây hả? Thí dụ như em hỏi chị gửi nhiêu đây? Có đủ bao quán của mình hôm nay không? Ủa? Trời ơi, còn mới trúng số sao giàu dữ vậy bay? Mấy đứa, hôm nay gì vui, muốn cái gì cứ gọi, gì bao hết cái quán này luôn. Muốn cái gì cứ gọi. Nè nè nè, ai đi qua đi lại trong cái khu phố này kêu hết vô đây, em mời. Mời luôn hả? Trời ơi, hôm nay gặp khách VIP này uống gì uống gì nè. Hey, em một xin tóc bơ, một xin tóc sabucha, với lại một cắm dắt. Ba ly luôn. Ba ly luôn. Ôi, quá em cưng. Gì? Em sẽ uống cà phê sữa nhưng mà nhiều sữa mà ít đường. Và một ly cam bắt kiên cơm sầu riêng. Hai ly cần cân 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 nè. À, hai đứa nó gọi cái gì thì cứ làm cho em gấp 3 lần vậy là được. Hôm nay chắc quá à, được gặp các VIP rồi. Sang chảnh ghê nha. Mà nè nè, bộ có gì vui sao tụi bay ăn mừng lớn gì tụi bay? Thì biết là sao không? Sao? Hồi nãy á, má cầu á bắt ba dì cháu tập thể dục. Mà ba dì cháu lập biến, đang mụn xỉu. Má sợ quá, khỏi tập. Đừng khỏi nạn, đi ăn mừng. Hết nạn luôn. Ủa cái gì kỳ vậy, tập thể dục tốt thôi, cái gì đâu mà tụi bay phải sợ dữ vậy? Tốt gì mà tốt, ở trên phòng á ngủ còn sướng hơn. Trời ơi, thấy chưa, thấy nó quỷ ghê không? Không ngờ mấy đứa này nó còn hơn quỷ nữa. Nó quỷ quyệt, quỷ quái ma lành qua mặt mình như vậy. Chị đã nói với em rồi mà em không có tin. Bây giờ em phải trả thù thôi, là bắt tụi nó tập thể dục, tập những động tác thiệt là nặng như vậy nó mới phục em chứ. Bằng cách nào vậy chị? Trời, cái gì mà sao chị cứng quá vậy? Không, chị kê cái mặt á, chị không có lỗ thở. Trời ơi, đi ra đi bà, bả lùn trong này hớn luôn. Liên quan gì tới bả đâu mà bả chui vô chính giữa hả? Chưa tao nghe chứ. Mấy đứa, hãy đợi đấy. Quá thông minh. Chứ không là giờ này hả, ba đứa mình liệt giường luôn đó. Ba dì cháu chứ đâu ba đứa mình hả? Ừ, bảo thật đấy. Này, mà em nói cho chị biết, nếu mà không có chị em mình thì cái sự thông minh của nó ấy, thì cũng vứt đấy thôi. Đúng không? Dạ, nhưng mà thôi, rồi. Nói chung là ai cũng muốn công hết trơn á. Quan trọng là bây giờ mình không phải tập thể dục mà ngồi đây rất là thoải mái nè, đúng không nè? Thì tất nhiên là mình không tập thể dục nữa rồi. Mà công nhận ấy, nhìn sáng nhìn má mắc cười ghê. Mặt xanh lè xanh lét luôn á. Dạ má, má mới về. Đi con, chị về cho em ăn trái cây nữa hả? Ăn hết cả đĩa xài rồi đây nè. Em có thể ăn hết cả đĩa trái cây đó và em nuốt luôn cái vỏ nếu như em thích. Em chỉ thích ăn trái cây, không thích ăn vỏ. Ba đứa, một hàng ngang tập hợp. Hả? Tập thể dục hả chị? Thôi, không có nói nhiều. Nếu như trong vòng 3 nốt nhạc mà không bước ra thành một hàng ngang thì 500 ngàn mỗi đứa. Hả? Hay lắm ha. Con công nhận á là má dễ dụ ghê á. Mình mới giả bộ xỉu xíu rồi mà má đã xanh mặt rồi. Mà con phải công nhận là sao con thông minh vậy? Đúng không? Quá thông minh. Chứ không là giờ này hả, ba đứa mình liệt giường luôn đó. Thông minh, thông minh. Nếu mà không có chị em mình thì cái sự thông minh của nó ấy, thì cũng mất đấy thôi. Đúng rồi đó, thông minh quá đi. Nè, bê nói coi, ăn gan hùm hay sao mà bên đây dám lừa gạt chị vậy hả? Dạ, nói. Dạ không, con không. Em thôi được rồi, mấy đứa không thích tập thể dục thì cũng không ép. Chị giận vì mấy đứa đã dám cả gan lừa gạt chị.
làm trái tim mong manh của chị nó tổn thương. Do đó chị sẽ phạt nhẹ nhẹ mấy đứa. Mỗi đứa sẽ chỉ phải thục dầu một. Cảm ơn cha. Dạ, gom nghìn cái. Đứa nào xỉu thì phạt 500 ngàn. La 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 la